đừng quan âm ngoài thần lòng lòng ai cấm thế gian đều trong danh ngài chúng sanh anh thái ai ai à, khi nào gặp nắng niệm ngài liền quan quan thế âm cứ cò đò dầu trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm từng khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quang vô lượng kiếp ta bà thế diệu thanh ấy chính là chỉ cả sao cùng tu chứng quả văn thù và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật lòng từ bi chân chất đáng ghi tôi nhỏ trí có ai bị dốc lòng mổ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi mò cành tiên mây làm che phủ có cam tuyền thật nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngài hành theo ý chỉ của thầy ban ra quan thế âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bế ngài muốn đồ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài oai thần linh hiện không hai tâm thanh cơ khó chẳng nài công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho hay có kẻ qua đò
mắc nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạng bang. Chính từng sen bao đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thấm thơi. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô đại bi hồi thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hồi thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hồi thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la. Ma ha tăng loa bà gia ma ha ca lô ni ca giang tác bằng ra phàn về số đáng na đáng tọa. Nam mô tăng kia lần a đó y mong a ri gia bà lô kiến đế thân phật ca lăng đà bà. Nam mô na ra cân kỳ hê rị ma ha bàn đa sa mê tăng bà tha đâu du băng a thề dẫn tăng bà tăng đa na ma bà gia ma phàn đa đâu đáng địa tháng bà lô hê. Lô ca đê ca ra đê di hê rị ma ha bồ đề tăng đoa tăng bà ma ra ma ra ma hê đi đà dựng câu lô cầu lô kiết mong đồ lô đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế. Đà ra đà ra đi đi ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma phạn ma ra mong đế lệ hê di hê thân na ra sâm phạn ra xa lời phạn xa phạn sâm phạn ra xa gia hồ lô hồ lô ma ra. Hô lô hê đề ta ra tấn rì tấn rì tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra cân trì địa rì sắn ni na ba giả ma na ta bà hăng. Tân đà già ta bà ha ma ha tân đà già ta bà ha tân đà du nghệ tân bàn ra già ta bà ha na ra cánh trị ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tân ra tân a mùng khê gia ta bà ha. Ta bà ma ha tăng đa già ta bà ha giá kiết ra tăng đa già ta bà ha ba đà ma yếu tăng đa già ta bà ha na ra khấn trì bàn già ra già ta bà ha. Ma bà lì thắng yết ra già ta bà ha nam mô hằng ra đắng na đa ra già già nam mô a di già bà lô yên đê tướng bàn ra già ta bà ha điển đô mạng đa ra bàn đà gia ta bà ha. An tăng điển đô mạng đa ra bàn đà gia ta bà ha.
tán điện đô mạng đa ra bàn đà giá ta bà diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phẩm nhị thời vô tận y bồ tát thân tùng tòa khởi thiên đáng hữu kiên hiệp trường ứng phán như ta thì ngôn thế con quán thế âm bồ tát di hà nhân duyên danh quán thế phần cao vô tận ý bồ tát thiền nam thương nhờ vô lượng ba thế quang chúng sanh thọ chư khổ não văn thì quan thế âm bồ tát nhất tâm sân danh quan thế âm bồ tát tấn thời quang kỳ âm tinh nhi đăng giải thoát như trì thì quán thế âm bồ tát danh giá thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì bồ tát ngoài thần lưng có nhượng vì đà thì cho phiêu sinh kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hưu ba thiên hoàng ứng chúng sanh vì cầu kiềm ngân lưu ly xa cơ mà não sáng ngô bánh trăng cháu đăng bao nhầm ư đại hải và sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân kỳ trung nhược hữu này chỉ những nhân xưng quản thế âm bồ tát danh già thì chư nhân đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi quán thế âm như phụng hữu nhân lâm đương bị hành xưng quán thế âm bồ tát danh già sợ bị sơ chấm đao trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung già xóa la sang dùng lại nào nhân văn kỳ xưng quán thế âm bồ tát danh giá thì chư ác quỷ thường bất năng dĩ an nhàn thì chi huống phùng gia hại thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội nhượng vô tội nữ giới gia toa kim hề kỳ thân xưng quán thế âm bồ tát danh giá giải tăng đoàn hoài tức đắng giải thoát nhờ tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoan tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thế trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì xương ngôn chư thiền nam tứ vân đa khung bố như đắng ưng đương nhất tâm xưng quan thế âm bồ tát danh hiệu thì bồ tát năng gì vô ý thế ư chúng sanh như đắng nhờ xưng danh già ư tứ oán tạc đương đắng giải thoát chúng thường nhân văn có phá thịnh ngôn nam mô quan thế bồ tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y quan thế âm bồ tát ma ha tăng hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hữu chúng sanh đa hư nhâm vô thường niệm cung kinh quan thế âm bồ tát tiền đắng ly dục nhược đa sanh nhuế thường cung kính quán thế âm bồ tát thường đăng ly sân nhược đa ngũ si thường niệm cung kính quán thế âm bồ tát tiện đăng ly si vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thì đăng đại hoài thần lực
đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quan thế âm bồ tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tận quán thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái quán thế âm bồ tát với bằng đường quyền thì có chúng sanh giai ưng thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ứng hằng hà sa bồ tát danh một thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược ư như ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhược phong ngữ nhân lắm đương thọ trì giả quan thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tăng ý thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tán bánh phần ngôn thế tôn quán thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà hỡi giới vân hà nhi vị chúng sanh thuyết pháp phương tiện chi lực kỳ sự vân hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiền nam tự như hứa quang độ chúng sanh ứng di phật thân đăng độ gia quán thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi về thuyết pháp ứng di bích chi phật thân đăng độ gia từng hiện bình chi phật thân nhi về thuyết pháp ứng di khánh văn thân đăng độ gia tấn hiện thành văn thân nhi về thuyết pháp ứng di phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi về thuyết pháp ứng di đế thích thân đăng độ gia từng hiện đế thích thân nhi về thuyết pháp ứng di từ tại thiên thân đăng độ gia tấn hiện từ tại thiên thân nhi về thuyết pháp ứng di đại từ tại thiên thân đăng độ gia từng hiện đại từ tại thiên thân nhi về thuyết pháp ứng di thiên đại tướng quân thân đăng độ gia tấn hiện thiên đại tướng quân thân nhi về thuyết pháp ứng di tỳ sa môn thân đăng độ gia từng hiện tỳ sa môn thân nhi về thuyết pháp ứng di tiểu vương thân đăng độ gia tấn hiện tiểu vương thân nhi về thuyết pháp ứng di trương gia thân đăng độ gia từng hiện trương gia thân nhi về thuyết pháp ứng di cư sĩ thân đăng độ gia tấn hiện cư sĩ thân nhi về thuyết pháp ứng di tế quan thân đăng độ gia từng hiện tế quan thân nhi về thuyết pháp ứng di bà la môn thân đăng độ gia tấn hiện bà la môn thân đăng độ gia tấn hiện tỳ kheo ni ư ba tăng ư ba di thân nhi về thuyết pháp ứng di trương gia cư sĩ tế quan bà la
môn phụ nữ thân đăng độ giam. Từng hiền phụ nữ thân nhi về thuê pháp ưng di đồng nam đồng nữ thân đăng độ gia. Từng hiền đồng nam đồng nữ thân nhi về thuê pháp ưng di thiên long gia xoa càng tăng bàm. A tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đăng thân đăng đồ giả thân già hiền chi nhi vì tuệ pháp mừng nhi chấp kim can thần đăng đồ giả thân hiền chấp kim can thần nhi vì tuệ pháp hồ thần y thì vắng thế âm bồ tát thành từ nhờ thế chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đàn ưng đương như cái tâm cúng dường. Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ư bồ uy cấp nàng chi trung năng thi vô uy thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi bi thi vô uy giảm. Cô tần y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh lạc gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn. Nhân già thọ thơ phẩm thi trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát ý phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm. Nhi thời vàng cao quan thế âm bồ tát đương mừng thư bồ tát ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la cấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làng. Phân ta nhị phân nhân phân phong thinh ca mâu ni phân nhờ phân phụng đa ba phân tháp vô tầng y quan thế âm bồ tát hữu như thị từ tài tầng lực vô ư ta bà thế giới. Nhị thời vô tầng y bồ tát di kệ vân việt thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phân tứ hà nhân duyên danh vi quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn kề đám vô tận y như thánh quang âm hành thiện ưng chư phương sa hoàng thề thăm như ái lên kim bất tư nghị thị đa thiện ưng phân phan đại thánh tình nguyện. Ngà vì như lừa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia sứ hưng hài ý thôi làng đại hoa canh. Niệm bi quán âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu từ hải lòng ngư chư quý nàng. Niệm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận sơ thôi đoà niệm bi quán âm lần như nhận hư không trơ hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn. Niệm bi quán lần bất năng toàn những mau hoàng kề oan tăng nhiễu ca trăm đau gia hài. Niệm bi quán âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung. Niệm bi quán âm lần đao tầm đoan đoan hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới. Niệm bi quán âm lờ thích nhiên đắng giờ
thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân gian. Niềm bê quán âm là hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ án là xá đồng long chư quỷ đằng. Niềm bê quán âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niềm bê quán âm là tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khí đồng yên hóa nhiên. Niềm quán âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện giang bà chưa đại vô niềm bê quán âm lớn ưng thời đàn tiêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân. Quán âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Hoàng thù tri vương tiền thăm phương chư quân đồ vô xá băng hiền thần chúng chúng chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư khổ gì tìm tấn linh diền. Chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cáo thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lời chân tư diệu đại vân chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quang sư bố ý quân trần trung niệm bi quán âm lực chung oan tân thôi tăng. Diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 vào sanh nghi quán thế tình thanh ư khổ nào tự anh. Nàng về tăng y họ cô nhưng thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn. Như thời trì địa bồ tát tơ thông tòa khởi tiền bàn phật ngọn thế con như hư chúng sanh văn thì quán thế Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thiền thần thông lực giam. Đường thì thế nhớ cao đơn ba thế và thuế thế phổ môn phân thời chúng trung bác vàng tứ thiền chúng sanh dài pha phổ đẳng đẳng à nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm. Diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đốn đa rì đốn đốt đa rì ta bà hà an đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà an đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn ăn ma ni ba di hồng 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 bác di hồng ăn ma ni 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 bác di hồng ăn ma ni
ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng ăn mà ni ba chi hồng Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Không Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Khổ Hải Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi
Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát sanh từ thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân về phụng như thì xá lợi từ thì chư phá không tương bất sanh bằng gì bằng câu bất tình bằng tăng bằng giam thì cố không trung vô sáng vô toàn tương hành thơ vô nhang nhị tí thì thân ý vô sa thịnh hương về sông phá vô nhang giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tần này chỉ vô lão từ diệt vô lâm từ tầng vô vô tâm di đà vô tri di vô đăng di vô sơ đăng cô vô đề tăng đoạn cứu canh niên bằng tam thế chư phật Ê bằng nhà ba la mừng đa cố đăng a nào đa la tam miêu tam bồ đề cô trì bằng nhà ba la mừng đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân tiền bẩn hương cô thuyền bằng nhà ba la mừng đa chú thân thuyền chú viên yên đây đế ba la Di đà đa tỳ ca lăng đa di đà đa tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tha di đà đô bà tỳ a di đà đa tỳ nam bà tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đa di đà đa tỳ ca lăng đa ya di ni Ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya na tha ya đa điện ya tham a di đà đô bà tề a di đà đa ta đa bà tề a di đà đa tề ca lăng đế a di đà đa tề ca lăng đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà A Di Đà Phật thân kim sanh ê tướng hào quang minh vô đẳng luân ê bành hào uyên kiến ô tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số cửa bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 No.
Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương
Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng quan âm ngoài thần lòng lòng Quan Thế Âm cứu cổ độ sanh, này nếu ai có một niệm lành, ngài nghe tiếng ứng chánh tới liền. Vào trong bình liên miên khó cực, ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngữ ngai vàng vua trang. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng chứng quả văn thù, và diệu âm trì thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy, lòng từ bi chân chất đáng ghi, tôi nhỏ trí có lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chinh năm chẳng từ lao khổ ai, mong công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tai động hương tính bất thành Việt Nam. Một cành tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thần ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo đồ thai. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ, hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền, đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ cũng là tùy ý muốn chi ở ngài.
tới nơi diệu dân cấm kỳ độ cho à, hay có kẻ qua đò mắc nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đốt nén tâm hương ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy à, Đức Như Lai truyền dạy không sai à, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời hai bớt chúng sanh đưa tới lạng ban à, chính từng sen bao đài vàng Di Đà thọ ký rỡ ràng thánh à, thơi từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đứng thờ thân hành vô biên thắng phước giải hồi hướng ai vô nguyện phạm giới chư chúng sanh thông vạn vô lượng quang phần sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ cho minh liễu phổ nguyện tội chương tất tiêu trường thế thế thượng hành bồ tát đạo ai nguyện sanh tây phương tịnh độ trung mà cứu phẩm liên hoa về phù màu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh bất thối bồ tát vi bằng lỡ nguyện về từ công đức phố cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh giai công thành phật đạo tự quy phật ấy đơn nguyện chúng sanh à thế giới đại đạo ở pháp vô thượng ấy tâm tự quy pháp ấy đơn nguyện chúng sanh à thâm nhàm kinh tạng à trí huệ tự quy tăng
Cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng về vô biên tứ thâm ban nguyện độ chúng sanh. Cư bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô Tây Phương Cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam mô Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam mô Phật Nam mô A Di Đà 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 Phật Nam mô
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng quan âm oai thần lòng lòng ai cấm thế gian đều trong danh ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nắng niệm ngài liền quay qua ngài thế âm cứu cò đỏ sanh. Ai nếu ai có một niệm lành ngài nghe tiếng ứng chánh tới liền. Vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày. Chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng khoan vô lượng kiếp ta bà thế giới. Sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngữ ngai vàng vua trang diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù và diệu âm trì thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chân chẳng đáng ghi. Tuổi nhỏ trí có ai bị dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành tai động hương tính bất thành Việt Nam ơi. Một cành tiên mây làm che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành. Kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ơi chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thẳng ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại ơi
tam thiên qua lại vào chơi. Cờ bế ngài muốn đổ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giang cấm kỳ đồ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đốt nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, đưa tới làng ban chính từng sen bao đài vàng. Di Đà thọ ký rõ ràng thánh thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đứng thờ thân hành, vô biên thắng phước giải hồi hương, vô nguyện phạm giới chư chúng sanh, thông vạn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ cho minh liễu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo,
độ trung mà cứu thánh liên hoa về phù mâu hoa cài kiến phật ngộ vô sanh bất thối bồ tát vi bằng lỡ nguyện về từ công đức an phó cầm những thế tự quy Phật ấy đương nguyện chúng sanh à thế giới đại đạo ở pháp vô thượng này tâm tự đều trọn